Đấu là đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 125 và 126, chấp niệm của hồn đế, bạch hổ thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy bối bối, băng đế đang ngủ say trong tinh thần hài bừng tỉnh kêu lên cái tên Chu Tinh Băng Thiềm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi Chu Tinh Băng Thiềm là gì? Băng đế trả lời nó là một hồn thú vương giả thuộc tính băng kịch độc chỉ sống ở một nơi gọi là Giáp Phùng Trung vì lãnh thổ của nó nằm ở vùng ngoài của cực bắc nên có thể nói là nơi tiếp giáp với thế giới loài người mà số lượng tộc đàn của nó rất ít hành tung lại còn mơ hồ bí ẩn điểm mạnh nhất của chu tình băng thiềm vô cùng hiếp thế này chính là độc nó được tạo thành từ hàn khí hấp thu từ thiên địa sở dĩ nó không tiến sâu vào vùng trung tâm nguyên nhân thứ nhất vì có sự tồn tại của tam đại thiên vương nguyên nhân còn lại là vì thuộc tính của nó mỗi con chu tình băng thiềm đều có thuộc tính băng nhưng đôi mắt lại có thuộc tính hảo với thể trạng đặc biệt này nó không thích hợp với những vùng quá lạnh, có điều trong phúc có họa, nhờ hai thuộc tính song song tồn tại luân phiên tác động lẫn nhau mới sinh ra loại hàn độc đặc biệt này. Những nơi Chu Tình Băng Thiểm đi qua đều để lại kịch độc, về lâu về dài, cho dù là hồn thú mạnh hơn nó cũng khó làm nó bị thương được, còn chuyện nó trở thành vũ hồn cho hồn sư lại càng hiếm thấy, tuy nhiên trong lịch sử không phải là không có, vì tình huống của hồn sư có vũ hồn Chu Tình Băng Thiểm tương đối giống Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào bản thân hàn độc vẫn có thể quay về cắn trả chính chủ nhân của mình các hồn sư có vũ hồn này đều chết dưới chính bàn tay mình hơn nữa giờ hiếm khi có người tu luyện thành cường giả được bất kể chuyện gì cũng có hai mặt dù tỷ lệ bị cắn trả của nó rất cao nhưng đồng thời nó cũng có uy lực rất mạnh chính là dùng độc để chiến thắng rõ ràng làn xương trắng ban nãy bay ra từ cơ thể cô là kịch độc của chu tình băng thiềm mà bối bối khi nãy đã trúng độc ngã xuống nên không sao tiếp tục điều khiển lôi đình long thủ tấn công chúng đối thủ nữa Mộng Hồng Trần không những là một đối thủ mạnh mẽ mà khả năng phán đoán lẫn trí thông minh đều không thể xem thường. Cô tính toán một cách chính xác, ra tay là chắc chắn đánh bại được bối bối. Bản thân cô rõ ràng có thể khống chế kịch độc chu tình băng thiểm dễ dàng trong lòng bàn tay. Nếu không thiên sát đấu la làm sao không cảm nhận được đồng thời hiện giờ cô cũng không có dấu hiệu gì là bị cán trả. Bối bối đánh nhanh rút gọn không cho mễ giả kịp sử dụng kỹ năng mạnh nhất nhưng bản thân mình cũng không khác gì hơn hắn chưa kịp sử dụng đến năng lực quang minh thánh long thất bại rời khỏi sàn đấu rồi vì hoác vũ hạo và vương ngôn đồng thanh nói nên tiếng động cũng không nhỏ ngay cả mộng hồng trần ở trên sàn đấu cũng nghe thấy cô nhìn thoáng về phía học viện sử lai khắc với vẻ kinh ngạc hơn một tiếng nói không hổ danh là sử lai khác, đúng là có chút kiến thức trận đấu lại tiếp tục cuộc thi đấu cá nhân này không cho phép dừng lại một giây phút nào lời của hoác vũ hạo và vương ngôn dĩ nhiên cũng là lời nhắc nhở dành cho lăng lạc thần đang bước lên sàn đấu nhưng bất kể là vương ngôn hay hoác vũ hạo lúc này cũng đều mang vẻ mặt lo lắng mất an mưa phùn lất phất rõ ràng là thời tiết thích hợp với một hồn sư có thuộc tính băng như cô nhưng đồng thời cũng là con đường hoàn hảo để độc tố của đối thủ lan tỏa ra xung quanh với tu vi của bối bối cộng với kháng tính của vũ hồn vậy mà trong vài lượt hô hấp đã hoàn toàn mất hết sức chiến đấu bấy nhiêu đã quá đủ chứng tỏ độc tính của chu tình băng thiềm này cao đến mức nào hơn nữa bản thân mộng hồng trần còn là hồn đạo sư cấp năm nữa lăng lạc thần bình thản bước lên sàn đấu theo tình hình hiện nay cô là người thứ ba của học viện sử lai khắc lên sàn đấu còn mộng hồng trần là người thứ tư của học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư mưa vẫn tí tách rơi cả hai lặng lẽ đứng im nhìn nhau ở giữa sàn đấu vẻ mặt mộng hồng trần lúc này hệt như một con khổng tức đầy kiêu ngạo lăng lạc thần từ tốn lùi về mét sàn đấu cô hơi hơi thở ra một hơi mưa bụi đang rơi xuống người cô lập tức bị đẩy ra không thể tiếp xúc với cơ thể cô nữa trận đấu bắt đầu ngay khi hiệu lệnh kia vang lên lăng lạc thần liền biểu diễn một màn cực kỳ hoa lệ cô phóng thích vũ hồn từng vòng ánh sáng nhanh chóng xuất hiện nháy mắt sao năm cái hồn hoàn nhấp nháy luân phiên chỉ với ba lượt hô hấp lăng lạc thần đã liên tiếp sử dụng năm cái hồn kỹ theo tứ tự lần lượt là hồn kỹ từ hồn hoàn trăm năm đến hồn hoàn vạn năm năm cái vòng sáng giống như mặt lượt luân phiên gợn sóng đây không còn là một kỹ xảo đơn giản nữa mà là do chính cô tự lính ngộ và sáng tạo ra trong tình huống bình thường, hồn sư không thể nào một lượt thi triển nhanh và nhiều hồn kỹ như vậy. Nhưng lăng lạc thần lại khác, cô khống chế băng, nương vào sự tương liên giữa các hồn kỹ mới, có thể đồng thời phóng thích đến 5 cái hồn kỹ trong thời gian ngắn như va Aji hơn nữa. Nhờ thế cô còn có thể giảm lượng hồn lực tiêu hao xuống 3 phần. Mỗi đệ tử nội viện đều là người nổi bật và bản thân có một tuyệt chiêu đặc biệt riêng. Nương theo 5 cái hồn hòa luân phiên nhấp nháy, trên tay cô cũng xuất hiện một băng trượng cuồng sáng trên băng trực nháy mắt rực rỡ một bộ áo giáp bằng băng nhanh chóng xuất hiện bao phủ lấy cơ thể cô thậm chí bảo hộ luôn cả miệng và mũi kế đến một cái lồng băng bay thẳng về phía mộng hồng trần vây lấy cô cuối cùng lấy cơ thể lăng lạc thần làm trung tâm nháy mắt nổ bù một cái băng vụ băng rượu hoàn khuếch tán khắp nơi nhiệt độ trên sàn đấu nháy mắt đã hạ xuống 50 độ màn xương băng bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp càn quét tàn sát khắp sàn đấu tuy lúc này thuộc tính băng của lăng lạc thần không được tăng phúc thành cực hạn chi băng nhưng thuộc tính của cô nếu muốn đạt đến nhiệt độ thấp nhất cũng là 80 độ c so với cực hạn chi băng của hoác vũ hạo không đáng là bao đấy là do sự tranh lệch của vũ hồn nếu hoác vũ hạo muốn hắn có thể hạ thấp nhiệt độ khi sử dụng hồn kỹ đến tận 200 độ c đấy là lý do tại sao hắn được mọi người đánh giá cao như vậy có điều không phải cực hạn chi băng không có nghĩa là yếu nếu không làm sao cô có thể lọt vào đội tuyển chính thức của học viện sử lai khác đồng thời còn đảm nhiệm chức vụ chủ khống. Cô không chắc mình có thể tránh được hàn độc không nên cô chọn cách phòng thủ và khống chế đối thủ. Nhưng có chuyện làm cô ngoài ý muốn chính là khi cô đồng loạt sử dụng năm hồn kỹ và phóng một cái lồng, băng về phía mộng hồng trần, mộng hồng trần, dường như không có ý tránh né, thậm chí khóe môi còn nở một nụ cười khinh thường. Màn xương băng từ băng rượu hoàn chẳng những làm nhiệt độ hạ thấp còn di chuyển với tốc độ cực nhanh, nháy mắt nó đã lan khắp sàn đấu rồi. Thực tế, các khán giả bên dưới cực kỳ không thích những hồn sư như Lăng Lạc Thần, vì kỹ năng của cô vừa ra tay nháy mắt đã che khuất hết tầm nhìn của mọi người. Bên phía học viện Sử Lai khác lẫn học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đều hết sức hồi hộp. Đối với học viện Sử Lai khác. trận đấu này khá quan trọng, nếu thua bọn họ sẽ hòa với đối thủ. Tuy nhiên bên phía bọn họ còn đến hai hồn đế chưa xuất trận. Có điều, đối thủ cũng còn một hồn đế là Mã Như Long chưa ra thi đấu kia. Một phút, hai phút, mọi người bị sự căng thẳng lẫn hồi hộp dày vò suốt 5 phút đồng hồ rốt cuộc màn sương mù trên sàn đấu mới dần tan đi cảnh vật trên sàn đấu lại một lần nữa hiện ra rõ ràng mọi người thấy mộng hồng trần vẫn đứng yên trong lồng băng có điều làn da trắng ngần của cô này lại càng trắng bệch hơn đối diện lăng lạc thần vẫn đứng yên tại chỗ tay giơ băng trượng lên cao cả người được bộ áo giáp bao phủ thân là trọng tài thiên sát đấu la hoàng tân tự lúc này đã đứng ở giữa sàn đấu cả người lão bao phủ một màn bảo hộ ánh sáng rực rỡ rõ ràng lão cũng có chút kiêng kỵ với những đòn tấn công này đúng lúc ấy một loạt tiếng động thanh thúy vang lên từng phiến băng mỏng từ người mộng hồng trần rơi xuống vỡ nát dưới mặt đất gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười sen lẫn chút khinh thường kia băng thì có thể ngăn được độc của tôi sao tiếc cho cô vũ hồn của tôi cũng có thuộc tính băng chuyển độc trong bằng còn là sở trường của bổn cô nương đây nữa cho nên cô thua cũng không oan nói xong cô vung tay phải lên một luồng sáng màu lam xuất hiện hóa thành thanh kiếm dài màu lam thang kiếm xoay động vài cái phá vỡ cái lồng băng của lăng lạc thần sau đó thức tha bước ra học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư thắng học viện sử lai khắc mời phái đội viên tiếp theo lên sàn đấu thiên sát đấu la vung tay một luồng sáng rực rỡ bao lấy lăng lạc thần chuyển cô xuống dưới khán đài lần này người đón vẫn là hoác vũ hạo hắn vừa chạm tay vào bộ áo giáp băng trên người lăng lạc thần cũng tan biến quả nhiên tình huống của lăng lạc thần cũng giống với bối bối hoàn toàn mất đi tri giác sắc mặt trắng bệt đúng là chúng cùng một loại độc vẻ mặt vương ngôn vô cùng kinh ngạc bất kể hắn thông minh bao nhiêu chiến thuật an bài hoàn mỹ như thế nào nhưng với tình huống này cũng hết cách ai mà ngờ được đối thủ lại xuất hiện một hồn sư có thể sử dụng độc mạnh như vậy bất kể là bối bối hay lăng lạc thần đều chưa kịp bộc lộ hết sức chiến đấu đã thất bại nếu đây là hàn độc bình thường thì Hoắc vũ hạo có thể giải trừ được nhưng độc của mộng hồng trần lại khác nó lấy băng làm chính, hỏa làm phụ nằm ẩn ở bên trong. Nếu hóa giải kịch độc thuộc tính băng thì kịch độc thuộc tính hỏa sẽ bùng nổ, như thế người bị trúng độc sẽ lập tức tử vong, nên Hoắc Vũ Hạo không dám làm bừa. Kế tiếp, giọng nói nhẹ nhàng của Mộng Hồng Trần vang lên, như gõ cửa đòi nợ, vẻ mặt cô vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng lúc này, những từ ngữ nghe như đơn giản ấy lại là một luồng áp lực đè nặng lên chiến đội Sử Lai khác. Thắng liên tiếp hai người, hơn nữa còn có vẻ thắng dễ như trở bàn tay mộng hồng trần đúng là trụ cột không dễ phá vỡ của chiến đội nhật nguyệt nhân số của hai đội lúc này lại một lần nữa trở về thế ngang bằng đới thực hành từ từ đứng dậy cao mày trong thời gian ngắn ngủi lăng lạc thần chiến đấu trên kia vương ngôn đã giải thích cho hắn một cách ngắn gọn và cụ thể về đặc tính của chu tinh băng thiềm vũ hồn bạch hổ đúng là rất mạch nhưng có chắc sẽ mạnh hơn so với vũ hồn lam điện phách vương long của bối bối không bối bối ban nãy không đỡ được độc kia hắn thân là hồn đế liệu có vượt qua được những câu hỏi này ngay cả bản thân hắn cũng không sao trả lời được tuy tình huống không chút khả quan nhưng lúc này hắn có thể lùi bước sao trên đầu thành kia hoàng đế và cha hắn đang cùng xem hắn thi đấu đấy bực bội trong lòng hắn đã đạt đến cực hạn chán nổi đầy gân xanh hắn thả phải đi khiêu chiến với một hồn thánh còn hơn đấu với mộng hồng trần thắng thì đương nhiên không có gì phải bàn nhưng thua thì sẽ mất hết tất cả hơn nữa còn thua trước mặt rất nhiều người có điều danh sách đã xác định có thể sửa đổi sao hắn chỉ còn cách ứng chiến đới thực hành một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong tai hắn sao đới thực hành quay đầu lại nhìn người vừa gọi hắn chính là mã tiểu đào nghỉ ngơi được một lúc chẳng những mã tiểu đào đã áp chế được tả hỏa mà còn thông qua bình sữa khôi phục không ít hồn lực mã tiểu đào nhìn đới thực hành ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm nghị thấp giọng nói độc của cô ta tuy mạnh nhưng tu vi không thể sánh bằng chúng ta tu vi của ngươi là tự bản thân ngươi tu luyện đồng thời kháng tính cơ thể cũng tăng trên phạm vi lớn cô ta muốn dùng độc thắng ngươi cũng phải cần một ít thời gian, cho nên, đánh nhanh rút gọn. Tất cả mọi người đều là người thông minh, vừa nghe liền hiểu, đối thực hành dĩ nhiên cũng hiểu ý cô là hai, hai mắt anh híp lại, gật đấu, đưa một ngón tay cái về phía cô, sau đó phóng người nhảy lên sàn đầu. Đây hoàn toàn đúng với câu người bên ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc, được mã tiểu đào nhắc nhở hắn liền hiểu ra, hắn có thú vũ hồn thuộc dạng cao cấp, tu vi bậc hồn đế đều do sự kiên trì cố gắng, mà tăng lên vũ hồn sau mỗi lần thăng cấp đều sẽ cải tạo cơ thể một ít cho nên bất kể là độc gì tình huống ra sao muốn để hắn trúng độc như hai đồng đội của hắn ít nhất phải cần một khoảng thời gian tu vi bối bối thua xa đối thương mà ban nãy hắn còn không có sự chuẩn bị nữa còn lăng lạc thần ban nãy màn xương băng của cô càn quét sàn đấu chừng 10 phút mới biến mất cho dù ban nãy mộng hồng trần từng nói băng không thể ngăn cản độc của cô nhưng rõ ràng cô muốn đánh bại lăng lạc thần phải cần một chút thời gian hơn nữa lăng lạc thần hệ khống chế sở trường là khống chế cục diện chiến đấu chứ không phải tấn công hoàn toàn khác với hắn song phương lùi về sau giọng nói của thiên sát đấu la lại vang lên theo quán tính hai mắt đới thực hành hiếp lại song đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm mộng hồng trần mộng hồng trần nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng lông tơ muốn dựng đứng hết cả lên giống như có một con mãnh hổ đang nhìn chằm chằm cô vậy hồn đế của học viện sử lai khắc quả nhiên không tầm thường nháy mắt đã làm cô cảm thấy khiếp sợ như vậy rồi nhưng Tích tắc sau cô đã khôi phục lại tâm trạng, hai trận thắng trước đã tăng cho cô rất nhiều lòng tin rồi. Đối thực hành trong khi lui về sau, khí chất trên người dường như có sự thay đổi rất vi diệu, tốc độ hắn di chuyển không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều rất đồng đều, hơi thở trên người hắn không ngừng trầm xuống, giống như dần dần hóa thành một ngọn núi cao vậy. Trên đầu hoàng thành, hứa gia vĩ, hoàng đế tinh la mỉm cười nói. Hiền đệ, đệ xem thực hành có thể thắng cô bé hồn sư dùng độc hiếm thấy của chiến đội Nhật Nguyệt không? Đới hạo công tước bạch hồ nhíu mày nói nếu thông minh có thể thắng nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ hồn sư dùng đầu không phải tầm thường nhất là độc hồn sư của đế quốc nhật nguyệt bệ hạ cô bé kia cần phải đặc biệt chú trọng ừ đế quốc nhật nguyệt đúng là càng ngày càng phát triển hôm qua sứ giả ta phái đến học viện sử lai khác đã trở về vậy sao thế học viện sử lai khác trả lời ra sao công tức bạch hổ dĩ nhiên biết đế quốc tinh la đang muốn lấy lòng học viện sử lai khác hoàng đế tinh la bật cười nói còn có thể thế nào nữa mấy lão hồ ly kia nhẹ nhàng từ chối hết viện trưởng hệ vũ hồn ngôn thiểu triết còn nói thêm một câu sử lai khắc không đứng về phía nào cả nuôi dưỡng cũng vì bảo hộ thế lực sử lai khắc vĩnh viễn không rời khỏi thành sử lai khắc công tước bạch hổ hừ một tiếng nói bọn họ là giám sát giả của đại lục còn dám bảo không ra khỏi thành chỉ là không muốn mở rộng thế lực thôi hoàng đế tinh la thở dài một hơi nói nhưng chúng ta không chấp nhận cũng không được cũng nhờ nguyên tắc và thái độ cương quyết này của học viện sử lai khác ba đại đế quốc chúng ta mới có thể giữ vững như thế này nếu không có sự tồn tại của đế quốc nhật nguyệt có lẽ chúng ta đã có cơ hội tranh đấu thống nhất đại lục rồi đáng tiếc hiện giờ chắc chắn sử lai khác sẽ không cho phép xuất hiện loạn đấu mà chúng ta cũng không có khả năng tranh giành cái gì công tức bạch hổ nói đế quốc nhật nguyệt gần đây tương đối ổn định trong khoảng thời gian ngắn tới chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu hoàng đế tinh la nói bắt đầu rồi chúng ta xem tiếp thôi đúng vậy khi hai người bọn họ thoải mái trò chuyện thì bên dưới trận chiến của đới thực hành và mộng hồng trần cũng bắt đầu nương theo hiệu lệnh của trọng tài đới thực hành hét lớn một tiếng cả người bay như tên bắn về trước cơ thể hắn trên không trung bừng sáng ba hồn hoàn thứ nhất thứ ba thứ năm lần lượt nhấp nháy hắn hoàn thành biến thân với tốc độ nhanh nhất bộ lông vàng lợi chảo vàng bạch hổ hộ thân trướng bạch hổ kim cương biến bạch hổ ma thần biến Ba lại kỹ năng tăng phúc cho cơ thể trong mấy lần hô hấp ngắn ngụt đã giúp cơ thể hắn tăng trưởng đến cực hạn. Sau khi ba hồn kỹ này được sử dụng xong, hắn cũng đã đến giữa sàn đấu, bấy nhiêu đủ thấy tốc độ của hắn nhanh đến mức nào. Bên ngoài sàn đấu, sắc mặt Mã Như Long không ngừng biến đổi, đồng dạng là hồn đế, nhưng xét về mặt tu vi, hắn kém đế thực hành xa, cho dù toàn lực sử dụng hồn đạo khí, khi hắn đối mặt với đối thực hành cũng không có hơn 50% chiến thắng, hắn không thể không thừa nhận nếu xét theo cùng độ tuổi hồn sư của học viện sử lai khắc lúc nào cũng mạnh hơn người khác nếu đối thủ là mã tiểu đào e là ba mươi phần trăm chiến thắng hắn cũng không có đối mặt với đối thực hành rốt cuộc mộng hồng trần cũng dùng đến hồn đạo khí mười ba điểm sáng màu xanh trắng bỗng nhiên xuất hiện trên người cô mười ba điểm này lần lượt nằm ở chán. hai vai ngực hai khuỷu tay bụng hai đùi hai đầu gối và hai tay mười ba điểm sáng nhanh chóng di chuyển hóa thành một bộ áo giáp màu xanh trắng bảo vệ cả cơ thể mộng hồng trần bộ áo giáp nay của cô mặc dù là bảo hộ toàn thân nhưng sau khi mặc xong không hề làm cơ thể cô mập ra mỗi nơi đều hết sức tinh xảo phía trên bộ giáp có một hoa văn màu vàng lam rực rỡ mộng hồng trần vốn đã xinh đẹp nay thêm bộ áo giáp này lại càng thêm mạnh mẽ oai hùng hpn một đôi trường kiếm màu trắng làm kéo dài từ hai tay của cô kiếm dài ba thước hơi nhỏ sau lưng cô cũng xuất hiện một đôi cánh từ bộ áo giáp hồn đạo khí này không ngừng tỏa ra hơi thở băng hàn mạnh mẽ mắt nhìn hồn đạo khí của hòa thái đầu tương đối cao nháy mắt sau khi bộ giáp kia xuất hiện hắn liền biết đây là một kiện hồn đạo khí cấp sau có bổ sung vũ khí và hồn đạo khí phi hành đồng thời ngay cả hồn đạo sư cấp 5 cũng có thể sử dụng hơn nữa hắn dám khẳng định đấy chắc chắn không phải do mộng hồng trần làm ra mà từ tay một vị đại sư nào đó nói vậy hồn đạo sư cấp nào thì có thể sử dụng hồn đạo khí cấp nấy trừ khi khi chế tạo có công nghệ đặc biệt hoặc bản thân hồn đạo khí có sự đặc biệt riêng của nó mới có thể vượt cấp Năm nay Mộng Hồng Trần bao nhiêu tuổi? Có thể có tu vi hồn vương đã là nhân tài trong nhân tài, không cần hỏi cũng biết học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đã tốn bao nhiêu công sức cho cô, tu vi của cô chắc chắn không thể nào hoàn toàn do cô tu luyện ra, huống hồ cô còn kiêm tu cả hồn đạo sư. Cho dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo có được vũ hồn song sinh, trong thể nội còn có thêm tam đại cường giả thiên mộng, băng đế Y Lai khắc tư, hắn cũng không dám nói, hắn có thể đạt tới hồn lực cấp 50 trước 15 tuổi, đồng thời trở thành một hồn đạo sư cấp năm chắc chắn tu vi của mộng hồng trần hay tiếu hồng trần sự mạnh mẽ của bọn họ không thể không tính nhân tố này vào người ta dùng thiên tài địa bảo gì chắc chắn sẽ không nói ra nhưng tu vi bọn họ cường đại như thế đồng thời cũng nói lên căn cơ của bọn họ không vững chắc tí nào đối với hồn sư mà nói cấp 30, cấp 60, cấp 70, cấp 99 là bốn bước ngoặc trong tương lai tốc độ tăng trưởng thực lực của tiếu hồng trần và mộng hồng trần chắc chắn sẽ giảm đi muốn đạt được đại thành thì bọn họ phải bỏ thời gian để ổn định tu vi, làm căn cơ vững chắc. Vì vậy, lúc này Mộng Hồng Trần mặc áo giáp hồn đạo khí cấp 6 hiển nhiên không phải do bản thân cô tạo ra. Nhưng điều này cũng không nói lên rằng cô không thể thông qua hồn đạo khí để thể hiện thực lực cường đại của bản thân. Ngược lại, cô đang dùng chính thực lực của mình biểu hiện với học viện sử lai khác cái gì mới là xu thế phát triển của hồn sư đại lục tương lai. Thân hình mộng hồng trần trượt lóe, tốc độ đột nhiên gia tăng, không đối đầu trực tiếp với đối thực hành mà thân thể phóng qua một bên, đồng thời một đôi kiếm nhỏ xuất hiện trong tay cô. Hai đạo ánh sáng như tia chớp xuất hiện giữa không trung, đan chéo nhau tạo thành một hình chữ thập chém đến đối thực hành. Quang nhận xuất hiện trên không trung ngưng tụ mà không tán, giống như là hồn kỹ. Đối thực hành cũng không né tránh, hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Hổ chảo nơi tay trái vung lên, hồn lực phóng ra hóa thành năm tia sáng ánh kim, bổ thẳng vào thập tự chạm trên không trung vẫn đang lao đến. Bùm! thập tự tràm nổ tung, xương trắng đầy trời, không cần hỏi cũng biết đây là kịch độc của chu tình băng thiềm. Đới thực hành nín thở, nhưng vẫn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như đang có có vật gì đang cố chui sâu vào thân thể hắn. Hắn liền ngưng tụ hồn lực, dựa vào kháng tính cường đại của bản thân, không cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà tiếp tục lao về phía trước hướng về phía mộng hồng trần. Trước khi phóng ra thập tự chàm, hồn hoàn đầu tiên trên người mộng hồng trần đã nhấp nháy, đây chính là kịch độc của chu tình băng thiềm lúc này hồn hoàn thứ hai và thứ ba cũng luân phiên nhau nhấp nháy một vòng sáng băng lam từ chân cô lan rộng ra trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ sàn đầu hồn kỵ thứ hai băng độc hoàn trong phạm vi của băng độc hoàn kịch độc của chu tình băng thiềm càng nâng cao uy lực lúc trước dưới sự che lấp của sương mù cô dựa vào băng độc hoàn lại thêm vào kịch độc băng thiểm nên mới có thể làm cho lăng lạc thần chúng chưa chịu thua lúc hồn hoàn thứ ba của cô sáng lên một màn kỳ dị lại hiện ra dưới chân cô xuất hiện một mảng băng cứng giống như mặt gương có đường kính khoảng 5 thước, mặt băng phản xạ hình dáng của cô làm tình huống càng thêm quỷ dị. Dưới biên độ tăng cường kỹ năng của Tam đại bản thể, lực công kích của Bạch Hồ Liệt Quang Ba cũng rất đáng sợ, một luồng ánh sáng màu trắng to như cánh tay vút tới, âm thanh ầm ầm phát ra trên không trung, nếu như bị đánh ngay chính diện thì không khác gì uy lực của tụ năng hồn đạo pháo cấp 5. Nhưng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, trên mặt băng năm thước đột nhiên xuất hiện hai mộng hồng trần ánh sáng màu trắng đánh thẳng vào mộng hồng trần thì thân hình cô đột nhiên hóa thành hư ảnh mà biến mất trong khi mộng hồng trần nguyên bản lại thay đổi vị trí không những không bị bạch hồ liệt quang ba đánh trúng mà còn trực tiếp hiện ra ngay sau lưng đới thực hành kiếm quang lóe lên kiếm ảnh đầy trời đâm thẳng vào đới thực hành kiếm quang dài hơn một thước ngưng mà không tán khi đâm tới không ngừng vang lên âm thanh phốc phốc Băng chiết xạ dạ là hồn kỹ thứ ba của mộng hồng trần có thể giúp cô thông qua khúc xạ dạ quang ảnh của mặt gương bằng băng cứng để tùy ý thay đổi vị trí tuy đây còn chưa phải là hồn kỹ cường đại như thuấn di nhưng trong phối hợp thực chiến phối hợp này và một thân hồn đạo áo giáp của cô có thể mang đến tác dụng rất lớn đối thực hành là ai đây chính là người thừa kế bạch hổ hồn đế của học viện sử lai khác có thể nói là thân kinh bách chiến tuy hồn kỹ của đối thủ kỳ lạ nhưng hắn không hề hoảng hốt chân trái hạ xuống đôi hổ trưởng đánh ngược về phía sau chảo sắc tỏa ra ánh sáng màu vàng kim đối chiến với kiếm quang của đối phương tế kiếm trong tay mộng hồng trần không hổ là hồn đạo khí cấp 6, lực công kích mạnh không thua kém gì hồ trào của đối thực hành có thể dựa vào uy lực của hồn đạo khí mà rút ngắn tranh lệch về tu vi của hai bên lúc trước chính là đối thực hành làm cho tiếu hồng trần bị thương đối mặt với hắn đương nhiên chiến ý của mộng hồng trần cực cao bộc lộ thực lực cao nhất của bản thân tuy nhiên hồn đế vẫn là hồn đế Bất kể là lực lượng, hồn lực hay vũ hồn của đối thực hành, nếu không lo về độc tố kịch độc, có thể nói áp lực cực nặng sẽ là Mộng Hồng Trần, hồn đạo khí lục cấp tuy mạnh, nhưng dù sao Mộng Hồng Trần cũng không phải là hồn đạo sư cấp 6. Sau khi cân bằng diễn ra trong nháy mắt, đối thực hành mượn cơ hội xoay người ra phía sau, đối chiến trực diện cô không thể nào chịu nổi. Thân hình Mộng Hồng Trần lại lóe lên, thông qua hồn kỹ thứ ba băng chết xạ để biến hóa vị trí, đôi tế kiếm vung ra vô số kiếm ảnh không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối thực hành. Cô hiểu rõ đối thực hành đang dùng kháng tính của bản thân đối chọi với kịch độc băng thiềm của cô, nhưng cô vô cùng tin tưởng sự đối chọi này có thời gian hạn chế. Thời gian càng trôi đi, sự ảnh hưởng của băng thiềm chi độc đối với đối thực hành càng lúc càng lớn, người thắng lợi cuối cùng sẽ là cô. Sự thật đúng như vậy, đối thực hành chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương kia không ngừng tiến vào cơ thể hắn, tuy rằng thân thể hắn mạnh mẽ, luôn cố ngăn chặn nó, nhưng muốn ngăn chặn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mộng Hồng Trần không phải là đối thủ của hắn nếu cận chiến, nhưng có hồn kỹ băng chết xạ, cô luôn né tránh được. Thêm vào đó, cô muốn chế trụ tốt đới thực hành nên nhiều lúc còn tung ra hồn đạo khí có hiệu quả nổ mạnh. Mục tiêu không phải là đả thương đối thủ mà là kiềm chế lực chú ý của đới thực hành. Hai người đánh nhau sống chết trên đài làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Âm thanh nổ đùng, đùng không ngừng vang lên trói tai. Tốc độ của đới thực hành tuy rằng không chậm, nhưng đối chọi với hồn đạo khí cấp 6 lại thêm biên độ tăng trưởng của hồn kỹ băng chết xạ khi so chiêu với mộng hồng trần cũng không chiếm được bất cứ ưu thế gì vì thế cục diện mới bỏ chỉ thế này khu trời chiến của học viện sử lai khác ai ai cũng nhăn đôi chân mày ai cũng thấy rõ chiến thuật của mộng hồng trần nhưng không ai ngờ năng lực cận chiến của cô cũng mạnh đến vậy có chế trụ được đối thực hành trong một khoảng thời gian như thế mà không thua đột nhiên tốc độ đối thực hành giảm đi một chút linh hồn thoáng run rẩy một kiếm quang sắc bén liền xẹt qua đầu vai của hắn tuy nhiên có biên độ tăng trưởng của tam đại bản thể bảo hộ kiếm quang sắc bén kia cũng chỉ làm rơi một rúm lông sáng trên vai hắn mà chưa thương tổn đến bản thể của hắn không tốt rồi vương ngôn biến sắc e rằng thực hành không chịu nổi độc tố nữa ngay từ đầu trận đới thực hành đã thi triển nga tam đại biên độ tăng trưởng hồn kỹ chỉ có như thế hắn mới có thể nâng kháng tính lên cao nhất đồng thời lực công kích cũng mạnh nhất nhưng mộng hồng trần lại không đối chọi trực tiếp với hắn đới thực hành vài lần suýt thành công thì lại bị kiên nhận chi bích trên người cô hóa giải Tuy hồn lực của Mộng Hồng Trần cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng đối thực hành tiêu hao còn nhiều hơn rất nhiều. Hãy tin tưởng hắn, đệ tử nội viện của Sử Lai khác nếu có tu vi cao hơn đối thủ một bậc mà còn không thắng thì hắn không có tư cách tốt nghiệp. Mã Tiểu Đào là người duy nhất giữ được bình tĩnh, chỉ có cùng là nội viện đệ tử mới có thể hiểu rõ nhau nhất. Tuy nhiên, cục diện trên sân đấu không hề lạc quan chút nào. Sau khi trung kiếm thứ nhất, lại bị ảnh hưởng của băng thiểm chi độc, tốc độ đối thực hành rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều thế công của đôi tế kiếm càng lúc càng sắc bén từng đạo kiếm quang tấn công trên dưới rất nhanh hắn liền trùng mấy kiếm cho dù có biên độ tăng trưởng của bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ kim cương biến và bạch hổ ma thần biến nhưng phải đối mặt với công kích của hồn đạo khí cấp 6, hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được biên độ tăng trưởng đới thực hành bắt đầu xuất hiện vết máu quan trọng nhất là trên vũ khí của mộng hồng trần cũng có kịch độc a à, kịch độc thấy máu càng lan nhanh hơn đối thực hành tựa hồ như bị chọc giận hắn biết bản thân mình sắp chịu đựng không nổi liền ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ ánh sáng màu vàng kim từ người hắn phát ra dày đặc hồn hoàn thứ sáu hồn hoàn cuối cùng của hắn phát ra hào quang mạnh mẽ bạch hổ phá diệt sát hồn kỹ cực mạnh của bạch hổ cuối cùng cũng xuất hiện khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi thứ trong đường kính năm thước ánh sáng màu vàng kim mãnh liệt trên không trung hợp lại thành một chữ sát to lớn ngay lúc này một hư ảnh của bạch hổ cũng từ sau lưng đấy thực hành dần hiện ra một kích cuối cùng rồi sao khoái miệng mộng hồng trần hiện ra một nụ cười lạnh ánh sáng màu vàng kim sáng chói cô đương nhiên không thể ngăn cản bạch hổ phá diệt sát thậm chí nếu cô sử dụng kiên nhận chi bích cũng không thể ngăn cản dù sao hồn lực của hai bên kém nhau quá xa dưới biên độ tăng trưởng toàn diện của một kích cực mạnh hồn đế bạch hổ đủ làm cô tiêu hao hết tất cả hồn lực đồng thời đánh tan cho nên ánh sáng màu vàng kim trên người cô không phải là tầng ánh sáng quá kiên cố mà là ánh sáng xuất hiện mộng hồng trần thoáng cái đã lướt đi hơn 10 thước vừa vặn tránh được một kích cực mạnh từ đối thực hành đây không phải năng lực thuấn di đặc biệt của cô mà nhờ vào một kiện hồn đạo khí cấp 7 gọi là thuấn di giới chỉ kiện hồn đạo khí này ngay cả tiếu hồng trần cũng không có thu án di giới chỉ mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần nhưng cũng là một dạng hồn đạo khí dùng một lần chẳng qua nó đặc biệt hơn rất nhiều thôi có nó trong tình huống khẩn cấp gần như tự cho bản thân mình thêm một sinh mệnh khoảng cách thuấn di xa nhất của nó có thể lên đến 100 mét. Lúc này mộng hồng trần chỉ tạm thuấn di 10 thước thôi, cô cũng đồng thời đang chờ một cơ hội. Khi bạch hổ phát diệt sát rơi vào khoảng không, hồn hoàn thứ năm trên người cô lóe sáng. Ngay thời điểm cần thiết lập tức ra tay, khi ấy, trong lòng mộng trần chỉ có mỗi niềm tin tất thắng, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng bay lên. Cả người xoay từng vòng trên không trung nháy mắt trông như một cái xoáy nước đánh thẳng về phía đối thực hành vừa mới sử dụng kỹ năng bạch hổ phá diệt sát sau khi chúng kịch độc lại còn công kích toàn diện thời điểm này rõ ràng là lúc đới thực hành yếu ớt nhất cơ hội mộng hồng trần lựa chọn đúng là vô cùng tuyệt hảo thiên sát đấu la đã bay đến ngay cạnh hai người bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay kết thúc trận đấu ở giữa lốc xoáy màu xanh lam xuất hiện một tia sáng đỏ giống như bên trong lòng băng trượt bùng lên một ngọn lửa vậy đây là một kỹ năng công kích cực mạnh của mộng hồng trần băng hỏa độc mão long toàn là một hồn kỹ vạn năm kết hợp hoàn mỹ với hồn đạo khí uy lực cực mạnh thậm chí đủ để so với hồn kỹ của cường giả hồn đế thời điểm này cô chọn sử dụng kỹ năng ấy rõ ràng cô hoàn toàn không có ý cho đới thực hành một chút cơ hội nào nhưng mộng hồng trần không phát hiện mặt đất nơi cô và đới thực hành chiến đấu bị ảnh hưởng ban nãy đã đóng băng có điều lúc này lớp băng ấy đã hoàn toàn bị nghiền nát nháy mắt băng hỏa độc mão long toàn đã đến trước mặt đới thực hành thiên sát đấu la cũng đã sẵn sàng ra ta đột nhiên đới thực hành có hành động động tác của hắn rất đơn giản chân trái bước lên, khụy gối, hai tay đan chéo trước ngực. Lên! Bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn, cánh tay phải của đối thực hành lóe sáng. Sau đó, quần sáng màu ánh kim rực rỡ ánh ngọc kia nháy mắt bao phủ, bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn. Còn băng hỏa độc mão long toàn của mộng hồng trần cứ thế kết thúc, không có chút tác công công kích gì. Ngay sau đó, ánh sáng trắng trên người hắn lại nhấp nháy, cả người đối thực hành uyển chuyển như một đầu mãnh hổ, đánh thẳng về phía mộng hồng trần. Vẫn là bạch hổ phá diệt sát. Đúng vậy, Mộng Hồng Trần có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ đề ra một kích chí mạng, còn đối thực hành thì không thể sao? Ba hồn kỹ tăng phúc cho cơ thể của hắn mạnh hơn so với tưởng tượng của Mộng Hồng Trần rất nhiều, sơ hở ban nãy chỉ là do hắn cố tình bày ra mà thôi. Mộng Hồng Trần quá bí ẩn, hơn nữa cô còn là một hồn đạo sư, đối thực hành chắc chắn bản thân cô còn có bảo bối bảo mệnh, cho nên hắn cố ý lộ ra sơ hở dụ địch xâm nhập, đồng thời còn giả vờ cho đối thủ thấy bản thân như không thể chịu đựng nổi nữa. Xét kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Mộng Hồng Trần làm sao sánh được với một người từng trải như đối thực hành. Cánh tay phải của đối thực hành lóe sáng, chính là kỹ năng từ hồn cốt, cũng là hồn kỹ mà hắn chưa từng sử dụng trong cuộc thi lần này, gọi là phòng ngự tuyệt đối. Kỹ năng này so với kỹ năng có tên gọi tương tự của công chúa cửu cửu có chút khác biệt, của hắn chỉ sử dụng được trong nháy mắt, hơn nữa mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Trong giây phút đó, lực phòng ngự của hắn là vô địch, điều kiện quan trọng nhất là công kích của đối thủ phải đánh trúng cánh tay phải của hắn với tu vi hiện nay của đới thực hành chỉ cần không gặp phải cường giả bậc siêu cấp đấu la thì hắn có thể kiên trì được một giây đồng thời còn giá hỏng công kích của đối thủ năng lực của mộng hồng trần rất giỏi độc của băng thiềm kia bản thân đới thực hành cũng khó giải được nhưng đúng như mã tiểu Đào nói hồn đế bước ra từ nội viện sử lai khác làm sao lại đơn giản như bình thường đới thực hành nhờ vào kinh nghiệm lão luyện của mình rốt cuộc liên tiếp đẩy đối thủ rơi vào tuyệt cảnh các trận đấu trước mộng hồng trần đã tiêu hao lượng hồn lực không nhỏ huống chi cô còn vừa thi triển băng hỏa độc mão long toàn cô ngàn vạn lần không ngờ đới thực hành trông có vẻ như đèn cạn dầu lại có thể một bước thay đổi tình thế trong tích tắc một cô bé 15 tuổi thiếu kinh nghiệm như cô không khỏi có chút lúng túng kiên nhận bích không ngừng run rẩy nhưng vòng ánh sánh bảo hộ phía trong vẫn còn mộng hồng trần cảm nhận được hồn lực trong cơ thể không ngừng trào ra ngoài khi bạch hổ phá diệt sát đến trước mặt cô kiên nhận bích vừa tiếp xúc với nó được hai giây thì vỡ tan lợi chào bạch hổ chạm vào bộ áo giáp hồn đạo khí của cô phát ra những tiếng động kinh người chúng tôi nhận thua sư phụ dẫn đội của học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sẽ hét to sau đó một tia sáng từ trên trời bay thẳng xuống bảo vệ lấy mộng hồng trần chỉ trong tích tắc thôi nhưng bộ áo giáp cấp 6 của mộng hồng trần đã có hơn 10 vết hỏng lực phòng ngự của nó vốn không kém nhưng dưới một kích toàn lực của đối thực hành vẫn không đáng nhắc tới nếu không phải sư phụ dẫn đội kia hô to kịp thời có lẽ nó cũng vỡ nát và mộng hồng trần cũng bị đòn tấn công kia đập tan cái gì là thực lực đây chính là thực lực tuyệt đối hồn đế bạch hổ đới thực hành bằng chính thực lực mạnh mẽ của mình chứng minh cho mọi người thấy cho dù dưới tình huống vũ hồn bị khắc chế xử lai khắc vẫn mạnh mẽ như cũ khi ánh sáng từ bạch hổ phá diệt sát hoàn toàn biến mất mộng hồng trần vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt cô cảm nhận được một cách rõ ràng bản thân vừa trở về từ cõi chết Kiên nhật bích đã hoàn toàn vỡ nát, bộ áo giáp cũng bị hỏng không nhẹ, chỉ còn lại mỗi song kiếm. Mộng hồng trần phun ra một ngụm máu, cả người lào đảo đứng không vững, cô phải dùng hai thanh song kiếm trên tay mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể. Đối thực hành lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm dọa cô dùng mình một cái. Cô biết rõ, nếu không phải bản thân có độc hàn của băng thiềm và hồn đạo khí mạnh mẽ, thì e là tư cách giao đấu với người ta cũng không có. Càng khiến mọi người bất ngờ chính là đới thực hành liếc mắt nhìn mộng hồng trần một cái rồi bước đi về phía khu vực chờ chiến của chiến đội sử lai khác hắn vừa về đến đã bước đến trước mặt mã tiểu đào những biến hóa khi sử dụng vũ hồn tăng phúc biến mất với tốc độ kinh người đội trưởng tôi đã không khiến sử lai khác phải mất mặt hai mắt đới thực hành sáng rực nhìn mã tiểu đào nói đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi mã tiểu đào bằng hai chữ đội trưởng mã tiểu đào đứng dậy gật đầu với hắn đới thực hành khoát tay tháo ra chiếc nhẫn trên bàn tay trái chiếc nhẫn kia có màu bạc trắng, phía trên là một đầu hỗ uy phong lẫm lẫm. Cho cô, tôi tin cô có thể sử dụng nó, đội trưởng, phiền cô, sử lai like khác, không thể thua. Nói xong, hắn liền đặt chiếc nhẫn vào tay mã tiểu đào, sau đó hai mắt nhắm nghiền, cả người ngã xuống. Nhưng mã tiểu đào rất nhanh, nắm lấy tay hắn, không để hắn phải ngã xuống đất, đôi môi mím chặt. Đối thực hành thắng, nhưng đồng thời vẫn bị kịch độc của mộng hồng trần làm hôn mê, mất hết sức chiến đấu. Nhưng, bằng sức mạnh của mình hắn đã thắp lên ngọn lửa hừng hực trong lòng những thành viên còn lại đúng vậy sử lai khác không thể thua hoắc vũ hảo và vương đông đứng cạnh nhau hai tay nắm chặt giờ phút này trong bảy người của trận đấu cá nhân chỉ có hai người bọn họ và mã tiểu đào chưa ra thi đấu nhìn thấy những đồng đội của mình người hôn mê người trọng thương lòng bọn họ hết sức đau đớn vì vinh quang của sử lai khác bọn họ cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh của mình cũng sẽ không hối tiếc đây chính là quyết tâm lớn nhất của bọn họ. Tới lượt ta. Mã Tiểu Đào vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn mà đối thực hành vừa đưa cho cô vào tay, chuẩn bị lên sàn đấu. Nhưng đúng lúc này, trọng tài thiên sát đấu La Hoàng Tân tự bỗng cao giọng tuyên bố. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chấp nhận bỏ qua các trận đấu còn lại của lượt đấu cá nhân. Học viện Sử Lai khắc chiến thắng, song phương nghỉ ngơi chỉnh đốn trong vòng một phút, sau đó tiếp tục đấu lượt trận 2, 2, 3, vì hai lượt đấu trước có một số tình huống ngoài ý muốn nên lượt thứ ba, song phương có thể cử thành viên dự bị tham gia thi đấu. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư nhận thua ao. Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều vô cùng kinh ngạc. Đối thủ còn đến ba người, hơn nữa đội trưởng Mã Như Long của bọn họ còn chưa ra thi đấu thế mà đã nhận thua. Vương Ngôn tái mặt nói. Chiến đội Nhật Nguyệt thật danh mãnh. Mã Tiểu Đào nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế Vương Lão Sư? Sắc mặt Vương Ngôn vô cùng khó coi, hắn trầm giọng nói bọn họ bỏ qua lượt đấu này chính là lấy lui làm tiến vì trong mấy người còn lại không ai có khả năng là đối thủ của ngươi trong lượt đấu cá nhân nữa đối với hồn đạo sư số lượng người thi đấu càng nhiều thì càng có lợi hơn nữa bọn họ có 7 người dự bị chúng ta chỉ còn ba người mà mộng hồng trần ban nãy chỉ hơi thoát lực nếu cho cô bé một chút thời gian chắc chắn có thể khôi phục lại lượt đấu hai hai ba này trận đầu tiên nhất định là mã như long và tiêu hạ phong bọn họ tuyệt đối phải tranh thủ thời gian cho hai anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần nghỉ ngơi. Bên chúng ta chỉ còn ba người, cho dù tiểu đào một mình chiến thắng thì bọn họ cũng có thể thắng trận còn lại, một đến một hòa nhau cũng có nghĩa là chúng ta thua. Nghe Vương Ngôn nói thế, ba người liền hiểu ra vấn đề, như thế còn không phải sao, bên chiến đội sử lai khác còn có thành viên dự bị nào nữa. Hòa thái đầu và tiêu tiêu ư, thương thế tiêu tiêu, còn chưa hoàn toàn khôi phục mà hòa thái đầu chỉ là một hồn đạo sư cấp 4 thôi. Trận cuối cùng ba đấu ba, bọn họ nhắm mắt cũng chọn được ba hồn đạo sư cấp 4, bên phía chiến đội sử lai khác căn bản không còn chút cơ hội nào nữa. Nói cách khác, trong lửa đấu 2, 2, 3 này, bọn họ muốn thắng thì phải đánh bại chiến đội nhật nguyệt trong hai trận đấu đầu. Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đều đã bị thương, tình huống không phải quá khó khăn, nhưng Mộng Hồng Trần biết dùng độc, cộng với tu vi hồn vương và cấp bậc hồn đạo sư cấp 5, có thể nói là khá mạnh. Huống chi mã như long và tiêu hạ phong lần lượt, là hồn đạo sư cấp 6 và cấp 5, muốn thắng cũng không phải dễ dàng. Cuối cùng sự chênh lệch số lượng của hai đội đã hiện ra rõ rệt. Học viện Sử Lai khác chỉ có ba thành viên chính thức đúng là kém xa đối phương. Vương Ngôn thở dài, mặt xám xịt, hắn và cả đội cố gắng lâu như vậy, trả giá nhiều như thế, cuối cùng cũng thất bại sao? Hắn không cam lòng, quả thật không cam lòng. Lượt đấu 2, 2, 3 mỗi người chỉ được thi đấu một lần nên căn bản bọn họ không có chút cơ hội nào. Vũ Hạo, Vương Đông. Đúng lúc này, Mã Tiểu Đào đột nhiên xoay người ôm lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Trận đầu giao cho tỷ, trận thứ hai, đối thủ của hai đệ là hai người đã bị Thương Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, chúng ta hết đường lui rồi, chúng ta nhất định phải cố gắng. Các đệ hãy nhìn xem bên phía chúng ta có bao nhiêu người phải ngã xuống rồi, tất cả đều vì bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc. Lúc này, chúng ta chỉ còn cách dựa vào bản thân mình, Sử Lai Khắc tất thắng. Hai mắt Mã Tiểu Đào đỏ bừng, chiến ý dâng trào hoàn toàn không có chút suy sụp vì những lời phân tích của vương ngôn nói cho tỷ nghe xem các đệ làm được không giọng nói của mã tiểu đào đột nhiên cao vút hoác vũ hạo và vương đông liếc mắt nhìn nhau cả hai thấy rõ sự kiên định trong mắt đối phương đồng loạt gật đầu sử lai khắc tất thắng cả hai đồng thanh nói giọng nói cả hai thậm chí đã có chút khàn khàn nhưng ý chí và sự quyết tâm hiện rõ như ban ngày thấy ba người như thế vương ngôn cũng ngẩn người giờ phút này hắn có cảm giác hồn mình như muốn rời khỏi xác những cô bé cậu bé này thật đáng yêu rất đáng yêu hắn không sao diễn tả được tâm trạng lúc này của mình nữa nước mắt của hắn lại không kềm được mà rơi xuống vương ngôn bước lên ôm cả ba vào lòng bọn nhỏ nhờ vào các con thảo thiết đấu la huyền lão vẫn đứng phía sau không đứng lên nhưng bình rượu và đùi gà trên tay lão đã không còn nữa đôi mắt lão đầy sự tang thương và cũng đã hơi ươn ướt bất kể thắng hay bại những đứa bé này đều khiến học viện sử lai khác phải tự vào trong lịch sử sử lai khác sẽ mãi mãi khắc tên bọn chúng các con học viện sử lai khác tự hào vì có những đệ tử như thế thành viên hai đội mời lên sàn đấu giọng nói của thiên sát đấu la lại vang lên giờ phút này bất kể là dân chúng hay văn võ bá quan thậm chí là hoàng đế tướng quân đều im lặng quan sát trận chung kết này quá phấn khích mà các trận kế tiếp còn hơn cả sự phấn khích ba nãy nữa bất kể là học viện sử lai khắc hay học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư trận đấu này đều có thể miêu tả bằng hai chữ thảm thiết đúng vậy mà một trận chung kết thảm thiết nhưng đồng thời cũng bộc lộ rõ quyết tâm chiến thắng của cả hai học viện đoàn chiến và thi đấu cá nhân cuối cùng là đến hai hai ba với lượt đấu cuối cùng này một đội chỉ còn ba thành viên và đội kia là bốn người sáng suốt đều có thể nhìn ra lợi thế đang nghiêng hẳn về phía học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư nếu học viện sử lai khác không thể thắng hai trận đầu tiên thì rất có thể vinh quang suốt ngàn năm qua của bọn họ phải chấm dứt ở đây quả nhiên đúng như những gì vương ngôn suy đoán vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho tiếu hồng trần và mộng hồng trần mã như long và tiêu hạ long lần lượt đứng dậy bước lên sàn đấu sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc này hồn lực của hai người đã khôi phục không ít gần như đã trở về trạng thái mạnh nhất còn bên phía học viện sử lai khác chỉ có mỗi một mình mã tiểu đào bước ra cô thiên sát đấu la nhìn mã tiểu đào với vẻ nghi hoặc mã tiểu đào bình thản nói trận đầu tiên một mình ta đại diện chiến đội sử lai khác chúng tôi chủ động bỏ bớt một người chắc không có vấn đề gì chứ hai trận đầu quy định tối đa hai người nhưng không nói rõ là không thể chỉ có một người thiên sát đấu la thoáng do dự một chút rồi gật đầu nói không có vấn đề mã như long híp mắt nói mã tiểu đào cô đừng có quá khinh người mã tiểu đào hư một tiếng ngẩng đầu lạnh lùng nói với hai người đối diện khinh thường hai người thì thế nào chỉ có hai người thì một mình bà cô đây cũng lo được, muốn báo thù cho đồng đội à? Đến đây, có bản lĩnh thì giết bà đây, nếu không thì, người ra đi tiếp theo sẽ là các ngươi Cô vừa nói xong, ngay cả thiên sát đấu la đứng bên cạnh cũng khẽ run rẩy cô gái này quá bưu hãn à? Mã Như Long và Tiêu Hạ Phong làm sao lại không tức giận? Cho dù hai lần trước Mã Tiểu Đào không phải cố tình nhưng đúng là hai đồng đội của bọn họ đã chết trong tay cô. cử nhân gặp mặt đã đỏ mắt đừng nói chi Mã Tiểu Đào còn công khai khiêu khích như vậy nếu một trọi một thì mã như long không nắm chắc phần thắng nhưng lúc này có thêm tiêu hạ phong một hồn đạo sư cấp 5 thì tình huống không còn giống như trước nữa có tiêu hạ phong trợ giúp hắn muốn đối phó mã tiểu đào cũng dễ dàng hơn tiêu hạ phong bị lời nói khích của mã tiểu đào chọc giận suýt chút nữa xông thẳng đến rồi nhưng lại bị mã như long ở bên cạnh kéo lại mã tiểu đào cô nghĩ cô thằng chúng tôi thì bên cô có cơ hội thắng sao chẳng lẽ cô nghĩ hai thằng nhóc kia thắng được mộng hồng trần và tiếu hồng trần đừng có si tâm vọng tưởng nằm mơ giữa ban ngày nữa các người căn bản không có cách khắc chế được độc của mộng hồng trần mã tiểu đào mỉm cười nói người nói xàm cái gì đây muốn đả kích niềm tin của tôi sao người cũng đừng có mơ mộng hão huyền cái độc tố chó má đó người tưởng nó mạnh lắm sao con nhóc chưa dậy thì đó có dám đấu với bà đây không người tốt nhất là bớt nói nhảm mà lo thi đấu đi mã như long hít sâu một hơi hắn biết rõ mã tiểu đào khó đối phó như thế nào đừng thấy bình thường cô nóng này nhưng lại là một người vô cùng tinh tế Hắn thậm chí còn không tưởng tượng ra được rốt cuộc Mã Tiểu Đào mạnh đến mức nào. Mã Như Long kéo tiêu hạ phong lui về sau, khoảng cách của hai đội dần dần kéo giãn. Trận đấu này có thể nói là trận so tài của hai vị đội trưởng, cũng là trận đấu với những đệ tử có cấp bậc cao nhất, nếu Mã Tiểu Đào thắng thì chiến đội sử lai khác vẫn còn cơ hội, còn nếu cô thua thì cũng gián tiếp tuyên bố kết quả của trận chung kết này. Mã Tiểu Đào rất nhanh lùi về mép sàn đấu của bên mình, hai mắt lóe ra hàn quang, không biết cô đang nghĩ gì mà sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị. Mã Như Long quay sang nói nhỏ với Tiêu Hạ Phong vài câu, khoảng cách của hai người đột nhiên kéo ra không ít. Cơn mưa phùn vẫn liên tục không ngừng, đối với hồn sư thuộc tính hỏa như Mã Tiểu Đào, thời tiết ẩm ướt như thế này đúng là không thuận lợi chúng nào, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Sau trận đầu trước, sàn đấu bị càn quét có chút thảm thương, khắp nơi hố to hố nhỏ. Thiên sát đấu la hoàng tân tự lần lượt nhìn hai bên, rốt cuộc trận chung kết sắp kết thúc rồi tu vi của lão mạnh mẽ vô cùng nhưng phải tập trung tinh thần quan sát trong một thời gian dài cũng không thoải mái gì trận đấu bắt đầu hiệu lệnh vừa vang lên cả người mã tiểu đạo lập tức vọt về phía trước đồng thời bay lên trời cao đôi cánh phượng hoàng xuất hiện cô bay thẳng về phía mã như long và tiêu hạ phong như một ngôi sao băng màu đỏ trói cũng ngay lúc đó cô hát miệng phun ra một tia phượng hoàng hỏa tuyến kéo dài theo đường bay phản ứng của mã như long và tiêu hạ phong ở bên kia cũng không châm mã như long rất rõ nếu đem chiến thuật hắn từng dùng khi đấu với khương bằng áp dụng lên mã tiểu đào tuyệt đối không có tác dụng gì trên vai hắn xuất hiện một khẩu pháo màu xanh lam sau đó một tê sáng màu tím xanh bắn thẳng ra ngoài tiêu hạ phong cũng nhanh chóng phối hợp với hắn vô cùng ăn ý một mặt bài ra hồn đạo thuẫn phòng ngự xung quanh đồng thời chặn đứng công kích phượng hoàng hỏa tuyến trên người hắn liên tiếp xuất hiện các ống phó rõ ràng hắn muốn dùng chính sức nóng của mình phối hợp với mã như long hắn là một hồn sư hệ thực vật nên trong chiến đội nhật nguyệt hắn là người có thể duy trì trạng thái chiến đấu lâu nhất khẩu pháo trong tay mã như long bắn ra tia lửa điện màu tím xanh không phải bắn về phía mã tiểu đào mà bắn thẳng xuống sàn đấu nhất thời một vách tường điện màu tím xanh bỗng nhiên xuất hiện chặn đứng đường đi của mã tiểu đào theo cách nhìn của mã như long với tính cách ỉ mạnh của mã tiểu đào nhất định cô sẽ chọn cách mạnh mẽ xông vào nếu thế thì cô đã rơi vào bẫy của anh rồi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.